Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị trực đế nở vuốt ngọn nha. Ở đây thì nó có cái mặt cắt nó hơi lớn tí xíu nhưng mà không sao, sau này mình xử lý lại là ok thôi. Nói chung là có sẹo mới ra giang hồ được cả nhà, nói vui nha. Rồi cây cũng đang mót đầu, mình cũng dìu được mấy tay dưới rồi, còn để nuôi lại thêm mấy cái tay trên nữa. Nói chung mình để mà ra một cái cây thành phẩm thì nó cũng rất là nhiều cái giai đoạn nha. Rồi cây này có mã số là 295, có hoành gốc là 85, cây cao là 68. Đang nằm cái khay nuôi là 66 nhân cho 54 lọt lòng nha. Cái này cũng đế trải trực quân tử nè, đế nè. Cái này đế rất là lực đế luôn. Cây này thì mình xin giao lưu nhanh luôn, 2,5 triệu bao vận chuyển nha, không có cái khay, mình rút khay ra. Đấy, cái khay này khay nuôi thôi, mình giao lưu không có khay nha. Trực quân tử nè, đế nè, đế rất là lực, 2,5 triệu bao vận chuyển, không có khay nha. Tay cần côn rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.